Võ thần chúa tể thuyết minh tập 918-919 Bởi vì cổ hoa thành gần nhất tới không thiếu tìm kiếm cơ duyên võ hoàng, tự nhiên là tiếng người huyên náo, ngồi đầy ấp, thậm chí ngay cả góc vị trí cũng đều ngồi đầy người, khách quan, có lỗi với, chúng ta ở đây hôm nay ngồi đầy. Một cái phục vụ viên đi tới, lễ phép nói, quá cổ cư cũng đầy sao. Tần trần đạo, người kia kinh ngạc, nhìn về phía tần trần, không hề nghĩ tới tầng trần một cái kẻ ngoại lai cũng biết quá cổ cư. Công tử nếu biết quá cổ cư, cái kia hẳn là cũng biết quá cổ cư quy của A. Người phục vụ cung kính nói, thần sắc càng thêm khiêm cung, mang ta tới A. Tần trần không nhiều lời cái gì, trực tiếp lấy ra một tờ chân thạch tạp, từ tốn nói, người phục vụ gật đầu, cầm qua chân thạch tạp, ở một bên nhẹ nhàng quét một cái, lập tức chân thạch tạp sáng lên, trong đó đã bị xoát đi trăm vạn trung phẩm chân thạch, Quá cổ cư, tiến vào một lần, vẹn vẹn nhập môn phí đều cần 100 vạn trung phẩm chân thạch, có thể xưng biến thái, công tử mời đi theo ta. Phía trước người phục vụ trả lại chân thạch tạp, sau đó trước tiên dẫn đường, mang theo tầng trần hướng đi thái cổ tửu lâu hậu phương. Thái cổ tửu lâu chiếm diện tích 10 phần bao la, phía trước là một tòa cỡ lớn tửu lâu. Đến rồi hậu phương, khắp nơi đều là đình đài lầu cát, lộng lẫy lại có mấy phần mờ ảo ý cảnh, những thứ này đình đài lầu các thiết lập 10 phần xảo diệu, xen vào nhau tinh tế, nếu có trận pháp đại sư ở đây liền có thể nhìn ra, những thứ này đình đài sắp đặt, tuyệt không phải phổ thông để đặt, mà là dựa theo một loại nào đó trận pháp sắp đặt, người bình thường không có ý định xông tới. Không phải lạc đường không thể, tầng trần tại người phục vụ dẫn đầu dưới, xuyên qua trọng trọng lầu các, rất mau tới đến một mảnh duyên dáng cổ điển kiến trúc phía trước, người thị giả kia ngừng lại, đạo, công tử, tiểu nhân cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, lại hướng bên trong, có người chuyên tiếp đãi. Sau đó không người thối lui, quả nhiên, từ tiền phương kiến trúc phía trước. Một vị người mặc quần dài thị nữ đi tới, thước tha thước tha, dáng người uyển chuyển, tư sắc thượng thừa, nàng ngòn ngọt cười, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, đạo, vị công tử này, là lần đầu tiên tới quá cổ cư sao. Xem như thế đi. Tần Trần gật đầu, ở kiếp trước hắn mặc dù tới qua quá cổ cư, nhưng một thế này, hắn vẫn lần đầu tiên tới, tự nhiên xem như lần thứ nhất. Xem như. Thị nữ che miệng nở nụ cười, công tử nói chuyện nhưng thật thú vị, mời đi theo ta. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, tần trần bước vào phía trước trong kiến trúc, ông, một cổ vô hình ba động tràn ngập qua hắn, tần trần lập tức rõ ràng chính mình đã tiến vào quá cổ cư trận pháp trong phạm vi, đi vào, Tần Trần liền phát hiện nơi đây đã tụ họp không ít người. Cũng là một chút trẻ tuổi thiên kiêu, khí tức trên người lại đều tương đối đáng sợ, rõ ràng cũng là cái này cổ hoa thành quý tộc đại thiếu, đương nhiên cũng có một chút niên kỷ hơi lớn trung niên nhân, mỗi cái tu vi đều ở đây võ hoàng cấp bậc, cơ bản không nhìn thấy vũ vương tu vi người, Tần Trần ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, tại phía trước kiến trúc trong đại sảnh. Có một tòa lối đi tối thui cao vút tại nơi, có vẻ hơi quỷ dị nhưng mà Tần Trần lại biết, tòa này thông đạo chính là thái cổ tử lâu phi thường nổi danh quá cổ thông đạo, có cường giả ở bên cạnh thủ hộ lấy, trong đại sảnh rất nhiều võ giả, chỉ là giao nạp trăm vạn trung phẩm chân thạch, tiến nhập nơi đây mà thôi, còn chưa từng tính toán chân chính đi tới quá cổ cư. Muốn đi vào quá cổ cư, nhất thiết phải thông qua cái này quá cổ thông đạo khảo nghiệm, chỉ cần có thể tại thời gian quy định từ trong thông đạo đi tới người, mới có tư cách tiến vào quá cổ cư, thất bại giả, chỉ có thể được mời ra, đến nỗi cái kia trăm vạn chân thạch, tự nhiên cũng sẽ không trả lại, vì công tử này muốn đi vào Quá Cổ Cư, nhất thiết phải thông qua cái này Quá Cổ thông đạo. Một khi thông qua, tự có người mang công tử tiến vào Quá Cổ Cư, bất quá nếu là không có cách nào tại trong vòng thời gian quy định thông qua, cũng chỉ có thể thỉnh công tử đi ra, lúc trước cái kia trăm vạn chân thạch, chúng ta Quá Cổ Cư cũng là sẽ không trả lại, còn xin công tử thứ lỗi thị nữ kia mỉm cười nói như một xuân phong ta cũng là nghe nói cái này quá cổ cư mỹ hoa nữ như mây mới tới kiến thức một phen ai biết phiền toái như vậy tần trần cao mày tùy tiện nói cái gì quá cổ thông đạo bản thiếu vượt qua còn không phải dễ dàng hắn nhưng cũng lắp ráp thiên viên đế quốc đại thiếu tự nhiên muốn chân thực một chút từ đâu tới lăng đầu thanh khẩu khí rất cuồng vọng a à, cho là mình là ai a à, cái này quá cổ thông đạo nếu có tốt như vậy thông qua. Cũng sẽ không chỉ có mấy người như vậy. Không ít người nhìn qua, lộ ra cười lạnh, những người này cũng là cổ hoa trong thành Thiên Kiêu, cường giả, cũng không ít là ngoại lai thế lực cường giả cấp cao nhất, nghe nói quá cổ cư, đến đây kiến thức một phen, bất quá quá cổ cư nghiệm chứng rất là nghiêm ngặt, hơn nữa hắn bối cảnh thâm hậu, nghe đồng thái cổ tử lâu sau lưng có một người đỉnh cấp thế lực ủng hộ cho dù là cổ hoa thành tam đại gia tộc nhân cũng có chút kiên kỵ, có thể thấy được nội tình thâm hậu, cái này quá cổ thông đạo, bên trong không có cùng áo nghĩa chi lực, ẩn chứa tính công kích, thường nhân sau khi tiến vào, cần đem phá giải, thời gian càng ngắn tạm, tự nhiên càng tốt, cũng đại biểu trời phú càng mạnh. Tần trần chậm rãi tiến lên, chỉ thấy lần lượt có người bước vào quá cổ thông đạo bên trong. Hắn nhìn thấy, có người mới vừa vào bên trong không bao lâu, lại bị trực tiếp đánh đi ra, bản thân bị trọng thương, sau đó bị dẫn đạo rời đi, chật vật không chịu nổi, đương nhiên, cũng có cường giả từ thông đạo bên kia đi ra, thông qua khảo nghiệm, thật nhanh, lúc này mới nửa nén hương thời gian không đến a, à, vậy mà liền từ trong đi ra. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Có một vị thiên phú cực kỳ xuất chúng thanh niên dẫn tới một mảnh tán thưởng, là Mạc gia Mạc Lưu Tâm, khó trách. Có người nói lập tức đám người lộ ra bừng tỉnh thần sắc mặt lưu tâm thế nhưng là mười mấy vạn dặm bên ngoài một tòa khắc đại thành mạc gia thiên kiêu cái kia mạc gia cũng là đế cấp thế lực tự nhiên không thể coi thường mà mạc lưu tâm bản thân ở nơi này một dãy danh khí cũng cực lớn là thiên kiêu nhân vật trên bản vũ vực cường giả hiếu chiến thật mạnh giống cổ hoa thành dạng này đế cấp thế lực tất nhiên sẽ có thiên kiêu bản cùng cường giả bản thu nạp toàn bộ cổ hoa thành đỉnh cấp thiên kiêu cùng cường giả trừ cái đó ra, cái này một mảnh rất nhiều đế cấp thế lực liên hợp lại, cũng có thiên kiêu bản, mỗi cái thiên tài đều không thể tiến vào chính mình sở tại thế lực thiên kiêu bản vẽ vang. Cũng vì có thể đi vào tầng cao hơn cấp thiên kiêu bản mà phấn đấu, mặc lưu tâm, chính là phụ cận đây mấy cái đế cấp thế lực liên hợp thiên kiêu trên bản thiên tài, vẫn là không có trước đây lịch sử thiếu nhanh, lịch sử thiếu lúc trước vượt qua, có thể chỉ dùng mặc lưu tâm hai ba thời gian. Có người nói, ha ha, Lịch sử thiếu tự nhiên là không giống nhau, đây chính là chúng ta cổ hoa thành tam đại gia tộc sử gia Thiên Kiêu số 1. Toàn bộ cổ hoa thành, ngoại trừ mới nhà cùng chương gia hai thế lực lớn này Thiên Kiêu số 1 bên ngoài, cái khác Thiên Kiêu, liền cho lịch sử bất nói dày tư cách cũng không có A, à, cũng là. Người kia cười gật đầu, lúc này, lại gặp có một đạo thân ảnh bước vào quá cổ thông đạo bên trong, người này, chính là Tần Trần, hắn cũng không có tâm tình nghe người khác thổi phòng cùng giao lưu hắn tới quá cổ cư mục đích là vì tìm hiểu tin tức ở kiếp trước hắn tới qua quá cổ cư tự nhiên biết nơi đây tin tức tần lên. trần tiến vào quá cổ thông đạo sau đó trong nháy mắt cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới một cổ cường đại áp lực sau đó hắn nhìn thấy một đạo đáng sợ hỏa diễm lưu quan hướng hắn oanh sát mà đến cái này hỏa lưu quan ẩn chứa đáng sợ uy lực phản phất có thiên biến vạn hóa ẩn chứa vô tận hỏa diễm áo nghĩa giống như một phiến biển lửa muốn đem tần trần bao phủ đây là Hỏa Diễm Áo Nghĩa, Hỏa Diễm Áo Nghĩa thuộc tính ngũ hành Áo Nghĩa một trong ngũ hành Áo Nghĩa, là thiên vũ đại lục đám võ giả tu luyện nhiều nhất Áo Nghĩa một trong, đơn giản nhất, so với hàm nghĩa của không gian, kém nhiều lắm, nhưng muốn tu luyện tới cực hạn, lại đồng dạng rất khó, quanh. Tần Trần giơ bàn tay lên, một quyền trực tiếp quanh ra, hắn không có đi lĩnh ngộ lửa này diễm áo nghĩa. Không phải là không thể, mà là không cần thiết, tại Hỏa Diễm Áo Nghĩa bên trên hắn kiếp trước cũng có qua nghiên cứu, nhưng bực này áo nghĩa không phải hắn một thế này chủ tu, đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tần trần không hiểu rõ hỏa diễm áo nghĩa, một quyền oanh sát mà ra sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ hư không va chạm. Cùng một chỗ vỡ nát, sau đó một cổ ngọn lửa khí tức, tại hắn quanh thân lưu chuyển, bực này áo nghĩa mặc dù đáng sợ, nhưng đối với bây giờ tần trần tới nói còn có chút yếu, dễ dàng liền bị hắn luyện hóa, quanh đột nhiên lại là một đạo khí tức đánh tới, uy áp đáng sợ bao phủ xuống, bao phủ Tần Trần, phanh. Tần Trần lại lần nữa ra tay, đem hóa giải, mấy lần công kích sau đó, toàn bộ quá cổ thông đạo yên tĩnh trở lại, Tần Trần mỉm cười, thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuyên thấu mà qua, đi ra quá cổ thông đạo, ngoài thông đạo bảo vệ cường giả sững sờ, nhìn Tần Trần một mắt, tự hồ ngắn mũi thừa ra một chút, sau đó mở miệng nói, 16 hơi thở qua quá cổ thông đạo, thu được thái cổ cư tư cách. 16 hơi thở. Lời vừa nói ra. Chung quanh vô số người tất cả đều ánh mắt tụ tập tại tầng trần trên thân, làm sao có thể? Có người sợ hãi tháng phục, những người còn lại cũng đều rung động nhìn xem tầng trần, tiểu tử này là từ đâu tới, sao tích đáng sợ như thế, 16 hơi thở thời gian, so với lúc trước lịch sử thiếu còn nhanh rất nhiều, chẳng lẽ cũng là cái nào đó đế cấp thế lực cái thế thiên kiêu sao? kẻ này từ đâu tới? Không thể tưởng tượng nổi. Có tiếng tháng phục truyền đến, tần trần sững sờ, quá nhanh, hắn đã cố ý chậm một chút, không nghĩ tới vẫn là quá mức xúc chúng, bản thiếu lúc trước cũng đã nói, cái này quá cổ thông đạo, thật đơn giản, chẳng có gì ghê gớm. Hắn khẽ cười nói, một bộ rất khinh thường dáng vẻ, hết sức khinh mạng, trên cơ bản mà nói. Ngoại trừ rác rưởi, hẳn là đều có thể thông qua A, nguyên bản khiếp sợ mọi người sắc mặt lập tức có chút khó coi, người này thiên phú không tồi, nhưng chính là có chút ngạo mạn cái gì gọi là ngoại trừ rác rưởi hẳn là đều có thể thông qua, chẳng lẽ nói không qua lọt cũng là rác rưởi sao, không biết các hạ xuống đây từ thế lực nào. Có người mở miệng nói, thiên viên đế quốc. Tần Trần cười khẽ. T. Chung quanh lập tức truyền đến hít một hơi lãnh khí âm thanh, trong bọn họ không ít người, mặc dù cũng đến từ đế cấp thế lực, nhưng là chỉ là vũ vực bên trong phổ thông đế cấp thế lực, cùng hiên viên đế quốc bực này vũ vực đỉnh cấp thế lực, đó là kém cách xa vạn dặm không chỉ, khó trách kẻ này thực lực đáng sợ như thế, chỉ dùng 16 hơi thở liền thông qua được khảo hạch. Tần Trần thành tích, nhưng đám người đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ, tại Tần Trần bên cạnh cách đó không xa, chớ Lưu Tâm chưa rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Trần trên thân, lộ ra mấy phần vẻ tò mò, phía trước hắn cho là mình đã rất nhanh nhưng không có nghĩ đến lại có người có thể rất nhanh đến trình độ như vậy hơn nữa đối phương đến từ hiên viên đế quốc nếu như có thể kết giao một phen chẳng phải là leo lên một cây đại thụ đến lúc đó đối với mình địa vị ở trong gia tộc cũng tất nhiên có nhất định trợ giúp chỉ thấy thân hình hắn phiêu động đi đến tầng trần bên cạnh đạo tại hạ chớ lưu tâm tầng trần lường đối phương một mắt đạo có chuyện gì sao chớ lưu tâm trên mặt lập tức lộ ra lúng túng chi ý. Dưới tình huống bình thường chính mình báo ra tên, đối phương theo lễ phép, cũng cần phải đem tên nói ra, có ai nghĩ được tần trần càng là thái độ như vậy, trong lòng lập tức tức giận không thôi, bất quá chớ lưu tâm cũng coi như là đến từ đại gia tộc, cố nén nổi giận, mỉm cười su nịnh nói, ha ha, mặt mỗi lúc trước nhìn thấy huynh đài 16 hơi thở liền thông qua được khảo hạch. Quả nhiên thực lực phi phàm, ngộ tính siêu quần, không hổ là đến từ hiên viên đế quốc, thật sự là lệnh mạc mổ bội phục, mạc mổ từ nhỏ đã đối với hiên viên đế quốc 10 phần kính ngưỡng, đặc biệt là đối với hiên viên đại đế đại nhân, lòng sinh ngưỡng mộ, không biết huynh đài có thể hay không nể mặt, kết giao bằng hữu. Nguyên lai là tới làm quen, không có hứng thú. Tần trần xoay người rời đi, hắn còn có thể thấy không rõ mục đích của đối phương, bất quá là nhìn tự có chút giá trị lợi dụng thôi, công tử thỉnh. Tần trần thông qua được thảo hạch, tự nhiên có người tới chào đón, đem hắn đưa vào đại sảnh hậu phương, chiếu vào tần trần mi mắt, nhưng là một cao vút lầu cát, đứng thẳng trời cao, lộng lẫy, đại khí đoan trang. Rất có cổ phong ý vị, đây cũng là thái cổ cư, ở nơi này thái cổ ở giữa, có thể nhìn xuống cổ phong thành phong cảnh, quả nhiên là đại khí bàn bạc, tìm cho ta cái vị trí tốt nhất. Tần trần hướng về phía thị nữ kia đạo, công tử yên tâm, xin mời đi theo ta nói, nàng thân hình lóe lên, hướng về phía trước lầu cát lao đi, đồng thời, một đạo vô hình mây khói từ dưới chân sinh ra, dường như đang chào đón đồng dạng. Tần Trần mỉm cười, đi theo thị nữ tiến lên, hai người một trước một sau, cấp tốc đi tới đỉnh chóp trong lầu cát, chỉ thấy trong lầu cát khoảng không, ở giữa có một cái đài cao, mà đài cao bốn phía lại có từng cái vàng son lộng lẫy căn phòng, cùng chia mấy tầng, tổng cộng cũng bất quá chừng trăm cái gian phòng mỗi một gian đều rất có nhã khí cực kỳ xuất trần thị nữ đem tần trần dẫn vào trong đó một cái gian phòng trong phòng bố trí cổ kính nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn còn có trận pháp vần quanh cực kỳ tư mật lầu cắt một bên nhưng nhìn đến ngoại giới cổ phong thành tràn cảnh trèo cao nhìn xa tâm thần thanh thản một bên khác thì hướng về phía trung ương đài cao giống như là kháng đài đồng dạng vần quanh một vòng nhưng bởi vì trận pháp che đậy lẫn nhau lại không nhìn thấy căn phòng đối diện tràn cảnh, mười phần tinh xảo, công tử mời ngồi vào. Nữ tử kia nói, đem Tần Trần dẫn vào trong phòng trên ghế, đủ loại rượu ngon món ngon cũng sớm đã mang lên, quả nhiên là vô cùng hưởng thụ, còn xin công tử hưởng dụng, như công tử cần chút đơn, nhưng tại này bình phong trên viết phía dưới nội dung. Chúng ta tự sẽ đưa tới. Nữ tử đối với Tần Trần mỉm cười, sau đó không người ra khỏi, Tần Trần ngắm nhìn bốn phía mỉm cười, cái này quá cổ cư cùng 300 năm trước, thật đúng là giống nhau như đúc, cơ hồ một điểm không thay đổi, hắn bình yên ngồi xuống, cảm giác tràn ngập hướng bốn phía lầu cát, lầu cát này bên trong trải rộng trận pháp, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được tầng trần thăm dò. Chỉ thấy tuyệt đại đa số trong lầu cát cũng đã có người, mỗi cái khí thế bất phàm, có không ít võ hoàng đỉnh phong cường giả, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên thân tản mát ra khí tức mạnh mẽ, đương nhiên cũng có một chút trẻ tuổi thiên kiêu, cũng mỗi cái đều là võ hoàng cấp bậc cường giả, nhưng niên linh lại đều tại ngoài 30, thậm chí lớn hơn một chút, bậc này nhân vật. Nghĩ đến hẳn là phụ cận đế cấp trong thế lực tần trần cầm chén rượu lên, nhấp, hắn biết đang hí kịch còn chưa bắt đầu, bá. Cái này thời không ở giữa ba động lóe lên, mèo mung lớn đột nhiên xuất hiện, con mắt lửa nóng nhìn xem trước mặt rượu, cầm lên liền ăn, hắn mẹ nó, Miêu gia ta ở bên trong làm khổ hạnh tăng, ngươi ngược lại tốt, ở đây ăn uống thả cửa. Mèo mung lớn vừa nói, vừa đem đĩa hướng về trong miệng đút lấy. Suýt chút nữa đem đĩa đều nhét vào, cái này quá cổ cư đồ vật hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ vị, chỉ là đủ loại tài liệu, liền không phải bình thường. Mèo mung lớn tại cổ lo lắng giới bên trong cái nào ăn đến đến loại vật này, lập tức ăn đầy miệng chảy mỡ, ngồi đầy đồ ăn bị nó phong quyển tàn vân một dạng ăn không còn một mảnh, tiểu tử, nhiều hơn nửa điểm điểm. Mèo mung lớn vẫn chưa thỏa mãn, bất mãn nói, vào thời khắc này, trong lầu các giữa trên đài cao, đột nhiên quanh quẩn lên từng đạo sương mù, lập tức đem tất cả ánh mắt của người hấp dẫn, toàn bộ trên đài cao, cũng bắt đầu tràn ngập sương mù, tầng trần hắn tự hồ không nhìn thấy những địa phương khác, chỉ có trên đài cao, nơi đó, xuất hiện một đám nữ tử áo trắng, vây tại một chỗ, chỉ có thể nhìn thấy mịt mù thân ảnh, dáng người lại đều hết sức xinh đẹp, ân. Tần trần lông mày nhíu lại, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác toàn bộ lực chú ý đều tựa như bị dẫn dắt đến rồi trên đài cao, nơi đó, phản phất gần trong gan tất giống như tay áo phiêu động. Rất nhiều nữ tử áo trắng đồng thời động, nhẹ nhàng nhảy múa, mang theo lộ mỏng. Trong chốc lát quay người, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng từng đôi linh động đôi mắt, nháy mắt đồng thời chiếu vào mọi người mi mắt, lại nhường tần trần tâm nhịn không được đột nhiên giật giật, một đám nữ tử, rõ ràng cũng là tuyệt sắc, đều có phong thái, tròn mập yến gầy, hơn nữa cặp kia rất có sức mê hoặc mắt, phản phất theo dõi hắn giống như, vô lượng tần trần nhìn về phía người nào. Phản phất đối phương cũng đồng thời đang nhìn mình, vô cùng mê người, dựa vào, tiểu tử ngươi thế mà đang quát hoa tử. Mèo mung lớn trong mắt đều trợn tròn, trong tay khoảng không bầu rượu rơi xuống, tức giận đến râu ria sẽ xảy ra a à, không phải miêu gia ta nói ngươi tại cổ lo lắng dưới bên trong mấy cái kia tiểu ni tử vì ngươi thương thấu tâm ngươi sau khi đi ra chuyện thứ nhất lại là tới uống rượu có kỹ nữ hầu ngươi nói ngươi xứng đáng mấy cái kia tiểu ni tử sao nam nhân các ngươi quả nhiên không có một cái tốt phúc tần trần một ngụm rượu cũ suýt chút nữa không có phun ra ngoài cái gì gọi là bọn hắn nam nhân chẳng lẽ cái này mèo mung lớn là nữ nhân sao thật là ta tới ở đây tự có mục đích của ta nhanh đi về đừng ảnh hưởng tới ta làm việc tần trần không biết nói gì như thế nào bị ta nói xuyên qua ngượng ngùng đi đi tần trần cười khổ ngươi có còn muốn hay không ăn cái gì muốn ăn nhanh đi về ta cho ngươi nhiều một chút một chút không muốn ăn ngươi liền dẹp đi còn nghĩ hối lộ ta ngươi miêu gia ta là hạng người như vậy sao mèo mung lớn rất là oán giận nói nhớ kỹ a à, đây chính là ngươi nói a à, nhiều một chút một chút bên trong còn nhiều người như vậy đâu đừng chỉ chú ý một người hưởng thụ thoại âm rơi xuống mèo mung lớn soạt một cái lại biến mất về tới càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong tầng trần im lặng rất nhanh lên một chút không ít món ăn rượu ngon đưa vào càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong ngược lại để thái cổ cư nhân có chút chấn kinh trong phòng này khách nhân là mấy ngày không ăn đồ vật sao một người điểm 10 người lượng cũng không chỉ Đương nhiên, thái cổ cư nhân cũng chỉ là đau khổ một chút Cái này nhưng nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có Tần Trần ánh mắt một lần nữa trở lại trên đài cao Chỉ thấy một đám nữ tự áo trắng vũ đạo càng ngày càng gợi cảm Theo bọn này mỹ nữ nhảy múa Gợi cảm thân thể hoàng mỹ lộ ra tại tất cả mọi người trước mặt Nhanh nhẹn vũ động như rắn nước eo dãy dụ Mỗi một cái động tác đều dụ hoặc đến rồi cực hạn Tần Trần thậm chí có thể cảm nhận được từ bốn phía trong lầu các truyền tới thô trọng tiếng hít thở, mỗi người đều chết nhìn chồng chọc trên đài cao, mà cái kia từng đôi đôi mắt, tự hồ thay phiên thâm tình nhìn về phía mỗi người, để cho người ta huyết mạch phúng trương. Bây giờ, Tần Trần con mắt trong đầu phản phất chỉ còn lại có này một đám nhảy múa tuyệt mỹ dáng người. Dung không được những thứ khác, huyết dịch trong cơ thể đều trở nên sôi trào, lại một cổ đáng sợ xúc động, ma công. Tần Trần trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái ý niệm tới, đến rồi hắn thực lực này, định lực cường đại dường nào, cho dù là trời sinh mị thể Trần Tư tưởng nhớ đều mị hoặc không được hắn, lại càng không cần phải nói là những cô gái này. Nhưng mà, Tần Trần lại biết, hắn có thể dễ dàng chống cự những thứ này mị thuật, cũng không đại biểu những người khác có thể chống cự lại, e rằng toàn bộ trên sân có thể hoàn toàn không nhận những cô gái này ảnh hưởng, cũng chỉ hắn một người thôi, những cô gái này, Rõ ràng mỗi cái tu hành rất có sức mê hoặc ma công, mỗi một cái động tác đều lay động nhân tâm. Để cho người ta sinh ra xúc động, 300 năm trước, Thái cổ cư mặc dù cũng có mỹ nữ bồi ăn, nhưng lại căn bản không có tu luyện mị hoặc ma công, xem ra 300 năm đi qua, Thái cổ cư cũng cùng lúc câu tiếng. Bất quá như vậy cũng tốt, những cô gái này nên biết tin tức cũng nhiều hơn. Bồi ăn không chỉ là tiếp khách ăn cơm, tin tức của các nàng cũng là linh thông nhất chỉ cần kêu một vị bồi ăn. Liền có thể từ trong miệng nàng hỏi thăm đến đủ loại đồ vật, như hỏi tin tức linh thông trình độ, những mỹ nữ này e rằng không giống như cổ hoa thành tam đại gia tộc yếu nhược bao nhiêu, quả nhiên, một khúc tức một vị dáng người yểu điệu thuộc nữ liền đi đi ra, đi tới trên đài cao, chư vị, vũ đạo thưởng thức xong, kế tiếp, chính là chúng ta đấu giá, chỉ cần chư vị coi trọng chúng ta thái cổ cư bất luận một vị nào mỹ nhân. Cũng có thể ra giá, người ra giá cao nhất, có thể được mỹ nhân bồi ăn, đến lúc đó hồng tụ thiêm hương, mỹ nữ làm bạn, đây chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Chư vị có thể tới nơi này, cũng là cái thế thiên kiêu, anh hùng hào kiệt, anh hùng đương nhiên cần mỹ nhân làm bạn, há có thể một người uống một mình. Thành thục nữ tử dáng người đầy đặn, rất biết điều động cảm xúc. Không biết vị nào anh hùng, muốn ra giá. Nữ tử vừa dứt lời, tần trần liền hô lên, vị mỹ nữ nào là đầu ăn bản thiếu quyết định cái gọi là đầu ăn tự nhiên là tất cả nữ tử bên trong dẫn đầu vị kia vô luận là dung mạo vẫn là múa đến lúc đó ngàn dặm mới tìm được một đầu ăn tự nhiên cũng là tất cả mọi người tâm ý đối tượng đương nhiên mỗi một lần tranh đoạt đầu ăn rất nhiều người đến lúc đó bán đấu giá giá cả chắc chắn cũng cao nhất cái này ai làm a à, còn không có ra giá liền định muốn đầu ăn chung quanh truyền đến thanh âm bất mãn, đây cũng quá khoa trương, còn không có đấu giá đâu, liền đã dự định đầu đã ăn, đây là để bọn hắn không muốn cạnh tranh sao, dường như là vị kia hiên viên đế quốc thiên tài. 16 hơi thở xông qua thái cổ lối đi cái kia. Âm thanh thật vẫn có điểm giống. Hừ, người này quá kiêu ngạo, cho là ta cổ hoa thành không người sao? Chớ Lưu Tâm bất mãn nói, kích động tâm tình tự của người khác, vị công tử này chúng ta ở đây nhưng không có đầu ăn nói chuyện, đương nhiên, các cô nương sắc nghệ tự nhiên sẽ có cao thấp, cần công tử bàn tay mình mắc A. À. Trên đài cao cái kia nở nang nữ tử khẽ cười nói, vậy ta liền muốn cái này một vị. Tần trần khoát tay, ông, một cổ lực lượng vô hình tràn ngập ra đi, trong nháy mắt rơi vào một nữ tử trên thân, đem nàng thăng che trên mặt đem hái xuống, màu trắng mạng che mặt, giống như là một đầu bay luyện, tốt tiến vào tầng. video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký